I'll tell you that. I'll tell you that. I'm not allowed to talk to you. Is she alive? Thì Hoài Lâm với chú Minh Thuận đang có mặt ở trong một cái không khí rất là náo nhiệt ở Galaxy Nguyễn Du. Và Hoài Lâm, theo Hoài Lâm được biết thì đây là một bộ phim rất là hoành tráng, và khi vào thôi là đã thấy là đã thích không khí ở đây rồi, và bây giờ rất là muốn vào trong xem ngay bộ phim này với đẹp. Có những cái âm tin như là sống chết hồi sinh, thì ai là sống và ai chết và ai hồi sinh. Đây là một cuộc chiến. Rất là háo hức, tại vì là mọi thứ xung quanh đây rất là nhộn nhịp, và cách set up khung cảnh ở đây cũng rất là hợp với bộ phim ngày hôm nay. Ngày hôm nay rất bất ngờ là vì trước giờ Nha biết là Emily, nữ diễn viên chính trong phim này toàn đóng phim tình cảm thôi, thì hôm nay là bộ phim đầu tay của cô ta đóng phim hành động, cho nên Nha rất là háo hức, không biết là xem sẽ như thế nào, rất là mong chờ. Hy vọng là ngày hôm nay buổi ra mắt phim sẽ thành công và là một bộ phim rất là đáng xem cho mọi người. Và Nhi rất là háo hức và muốn được xem như thế nào. Bây giờ tụi anh cảm thấy rất là hào hứng và rất là hồi hộp, và đang muốn được bước vào để xem ngay cái bộ phim này, và xem là bộ phim nó sẽ hấp dẫn như thế nào. Và một lát tụi anh sẽ kể cho bạn nghe nội dung nhé. Anh với Hằng thì hai đứa bạn xem xong bộ phim này. Đây là một bộ phim mà dựng kỹ xảo rất là hay. Hằng cảm thấy phim này rất là tuyệt. Hoài Lâm cảm thấy là sau khi mình xem xong thì tim mình loạn hết. Bây giờ cái đầu mình kiểu như là mất control luôn. Cái phim hay quá, nói chung là phim rất là tuyệt. Mình thấy cái phim này rất là hay, nó vượt xa mong đợi của mình. Tại vì mình cũng chưa đọc truyện, nhưng mà cái cách mà phim xử lý hay là dựng phim nó rất là tốt. Và đặc biệt là những cái cảnh quay giống như là ngoài chiến trận hay là cần sử dụng kỹ xảo nhiều, mà đến những cái phim như là Wolverine hay là Star Trek cũng không có đạt được cái level này. Phần đóng những phim hành động rất là hay. Khi mỗi lần mà anh xuất hiện trên màn ảnh là có một cái sức hút rất là lớn. Cái tên của Tom Cruise đó là một cái bảo chứng của doanh thu cũng như là chất lượng của phim. Cô nghĩ là cái bộ phim này có mặt Tom Cruise rất là thành công. Và quả như lúc nãy Mia nói là Emily đã quá xuất sắc trong vai ngày hôm nay, cho nên là mình sẽ là thần tượng Emily mất thôi. Mình thường tin rằng bộ phim này sẽ có một doanh thu khủng tại Việt Nam. Ở đây là một bộ phim đáng để các bạn có thể bỏ tiền và mua vé đến rạp để xem, một bộ phim cực kỳ hay. Why does it matter what happens to me? Why do you care? How many times have we been here? How many times? For me, it's been an eternity. Edge of Tomorrow. Rated PG-13. Experience it in IMAX 3D June 6th.